So in the beginning, we saw only a few applications actually. Gia đình tôi là biết đến dự án là nhờ có ban lãnh đạo của xã này, mới nhất là cái hội gốm sứ xã Kim Lan. Đâm ra gia đình tôi tiếp cận được với cái dự án này. Cái dự án này thì nói chung là như theo tôi được biết ấy, thì khi mà đã hiểu về cái dự án ấy, thì gia đình là tôi là thấy cũng có nhiều cái lợi ích chứ không phải là đấy, vì là thứ nhất là người ta là tiếp người ta sẽ bảo lãnh được 50% vốn. Từ khi sử dụng lò nung bằng ga, gia đình chị Luyến nhận thấy những hiệu quả khi áp dụng công nghệ mới. Nếu việc trồng lò trước kia do người nam giới đảm nhiệm, thì đến nay, những người phụ nữ cũng có thể làm việc này. Từ khi sử dụng lò ga này thì hiệu quả là, nghĩa là đầu ra thì là hàng nó đạt hiệu quả hơn, mà lại số lượng về kể cả chất lượng, số lượng được nhiều hơn, nhiều sản phẩm hơn, mà chất lượng cũng hơn. Một cái ưu điểm nữa mà chúng ta có thể tính đến đấy là khi mà nung ở trong cái lò nung gốm bằng than thì chúng ta phải trồng lò lên rất cao. Bởi vì chúng ta hình dung một cái lò nó cao cỡ khoảng 10 mét.